Dạ, cái bonsai Cần Thơ kính chào với cô chú anh chị bạn. Rất vui trở lại kênh, thì kênh cũng cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã ủng hộ các ngày vườn ha. Rồi tiếp tục mình lên clip với cây mới của anh Tình ở xã Tân Thiện cho đất Bến Tre. Cái này cho lùa những cây vô thành phẩm vô dây sẵn ha. Dưới Phú Đức. Với lục bình mai. Làm tại nhà rất đẹp. Rồi. Đã phát giác thì mình vô clip để cô chú anh chị mình xem, rồi để cho anh Tình anh có chia sẻ những cái nào thì cô chú anh chị mình chọn lựa ha. Rồi chào anh Tình ơi. Rồi anh chào anh Linh, chào dạ. Kinh bonsai Cần Thơ ha, rồi chào tất cả cô chú thích mai vàng ở nước ha. Thì hôm nay thì em cũng lên clip tiếp theo rồi mai thành phẩm chơi Tết ha cô chú. Thì mai Thủ Đức ghép được hai mùa ha, chứ có số lục bình mai ha cô chú. Thì cũng phục vụ cô chú ha. Thì hôm nay chương trình của em là bán là bao ship bao sống ha cô chú. Thì em cũng có tặng thêm chương trình của em về khuyến mãi, tặng thêm một bịch bịch ghế với một bịch phân ha chú, 100g phân ha. Rồi phân này là để mình đi đọt ha chú. Rồi phân này để được cho màu tốt ha, chị đọt. Này bịch Atunis ha. Rồi anh ấy em lấy logo ha cô chú, này rồi phân phân để mình đi đọt ha chú. Phân đi đọt với Atunis. Này phân phân Đức ha. Bịch Atunis ha chú. Rồi em cũng bữa nay tính từ mã số là mã số A chú, A1 ha. Mã số A1 cây Thủ Đức, cây này thì em ghép được hai mùa ha cô chú, nhưng mà cái liền nó liền cốt ha, cái chữ này ghép một thân một cốt ha cô chú, bả luôn, cái bò lớn ha, nhiều cái thú nằm. Rồi hoành thân này được 13,5 cô chú. Rồi hoành thân 13,5, chiều cao này được 88 ha, tán ngang thì nó được 70 ha cô chú. 70 thì cho 88. Em này dán siêu siêu ha. Rồi cây mã số A1 này em muốn giao luôn cô chú rồi, giá 1,1 triệu ha. Mặt hàng này em không xếp chậu cô chú. Em bó bầu ha cô chú. Giá 1,1 triệu ha cô chú em. Rồi cây A1 ha. Rồi bao ship toàn quốc là tặng thêm một bịch phân mình tứ đi đọt ha cô chú. Rất đẹp. Rồi em đổi cây luôn cô chú ơi. Lấy cái đó số điện thoại cho anh ta. À chưa. À, số điện thoại của em là 0898147896 ha cô chú. Thì đó cũng là số Zalo ha. Thì cô chú nào cần gì phí thực phân thuốc thì cứ alo em ha. Thì tiếp theo là mã số A2 là một em lên một cây lục bình mai em làm từ 24 cây ha cô chú, và cái loại chưa vô chậu ha. Đây loại chưa vô chậu đây. Anh em nào mua về mà mình vừa tự vô chậu ha cô chú. Thì em sẽ giảm tiền ship cho cô chú mình ha. Này loại 24 cây ha cô chú. 24 cây, thì cũng như nếu anh em mua một bình thì em cũng tặng một bịch chân rễ ha. Bịch phân ha cô chú. Rồi hoành nó được 60 ha cô chú. Dạ, hoành 60. Này em kết từ 24 cây ha cô chú. Rồi cái bụng là được 110 ha cô chú. 110 ha. 110. Cao từ dạ. Đây lên là được 90. 90 ha cô chú. Tán ngang của nó là được 55 ha cô chú. Tán ngang 55 thì cao 90. Rồi như cây số A2 này, cây lục bình em chưa vô chậu em giao lưu cô chú rồi, giá là 950 ha. Dạ rồi, giá 950. Rồi loại 24 cây ha cô chú, là chưa vô chậu ha. Rồi, là chưa vô chậu. Rồi em đổi cây luôn cô chú ơi. Một chậu. Thêm một số A3. Rồi, A3 là, cũng là loại lục bình mai ha cô chú, loại từ 24 cây ha. Làm rất là đều sắc sảo cho như bạn. 24 cây. Rất đều luôn nè. Đó. Cái này là loại em có vô chậu rồi nè cô chú. Thì cái hoành thân này là được 60 thôi chú. Rồi, hoành thân 60. Anh em coi kỹ ha cô chú. Thì bình thì ai cũng rất là nhiều bình ha. Thì cái này hoành thân là nó được cái này nó to nè cô chú, này nó tới 113 nè cô chú. Rồi, 113. Cái quan trọng là bình nó đẹp ha. Nó đều à, đẹp. Rồi cái cổ là được 46 thôi chú. Tán ngang thì được 55 ha. Rồi cái này là loại 24 cây ha chú. Rồi cây mã số A3 này em cũng giao lưu của chú rồi, giá là 1,50 triệu một cây ha. Chiều cao nắm đôi cho ta chưa hay gì? Chưa. Rồi chiều cao cái này là được 90 được của chú. 90 ha. Từ chiều cao từ 88 tới 95 ha chú. Rồi giá là 1,50 triệu một cây ha chú. Rồi, 1,50 triệu. Một cặp là có giá 2 triệu thôi chú. Rồi em đổi cây luôn cô chú ơi. Một cặp 2 triệu. Có chậu nghe chú các bạn. Cây thì 1 triệu. 1 triệu. Này luôn.
Rồi tiếp theo là A4 không chú? Cũng loại 24 cây ha, em thấy hai cây thôi chú. 24 cây các bạn. Cho anh em mình tham khảo ha chú. Cái loại A4 ha. Mình tính A4 đi thôi chú. Hoành thang ra được cây 60 rồi chú. Dạ, hoành thang 60. Mình để cho quên. Rồi cái bụng ha. Cái bụng được 113 luôn chú. Cái loại này bệnh cái bụng rất là to ha. Mập mập. Rồi cái cổ là được 46 thôi chú. Đáng nghe là được 50 ha. Rồi chiều cao này được 93 nè cô chú. Rồi như cây lục bình mã số A4 này em cũng giao lưu cô chú, cũng là giá 1.500.000 ha. Rồi 1.500.000. Cái loại 24 cây thôi chú. Rồi em đổi cây cô chú ơi. Tiếp theo A5. Rồi A5 là em lên Mai Thủ Đức em ghép được 2 mùa của chú ơi. Rồi ghép 2 mùa thôi chú nhỉ bạn. A5 ha. Ba bo. To cho heo chú nhỉ bạn. Rồi này ghép được 3 bo heo chú. Này rắn chật heo chú. Chật chật thẳng ha. Hoành thang là được 15 của chú. Ngay vị trí này heo chú. Hoành thang 15, cũ đẹp ha. Rồi chiều cao được 67 ha. Đáng ngang thì được 70 heo chú. Cái này em mới vừa dằn dây ha cô chú. Đấy nôm nôm đẹp nè, đều. Nôm đẹp tiều hết chứ nhưng mà. Rồi cây mã số A5 này em giao lưu của chú là giá 1 triệu ha. Rồi A5 giá 1 triệu hết chứ nhưng mà. Rồi em đổi cây luôn của chú ơi. Tiếp theo mã số A6. Rồi A6 là một em Thủ Đức ghép được 3 mùa nè cô chú. 2 mùa ha, nhưng em này dắt trực nè cô chú. Đấy đều hết cô chú. Em ghép được 3 bo ha. 3 tao bò bự hơn cái này to chứ. Hoành thang cô chú, hoành thang ra được 10, cây này được 10-15 rồi cô chú. Cụ đẹp ha. Rồi tán ngang chiều cao của nó 73 ha. Tán ngang được 70 cô chú. Cao 73 tán ngang 70. Rồi cây A6 này em cũng giao lưu cô chú rồi, giá là 1.1 triệu thôi chú. Để quái luôn. Đều đẹp ha chứ gì mà. Rồi giá 1.1 triệu ha, không chiếc chậu thôi chú. Rồi. Giá 1.1 triệu ha, cái gì mà. Rồi em đỡ cây luôn chú. Rồi tiếp theo là A7 thôi chú. Cũng là Mai Thủ Đức ghép được 2 mùa ha. Ghép 2 mùa tàn bự kính hết trơn luôn chú các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Cái này thì rắn siêu siêu ha. Này về anh em mình bỏ vô chậu xài rất là ok thôi chú. Rất siêu đẹp ha. Chơi tết luôn thôi chú. Đấy là cây gốc rất là già. Rồi hoành thang của nó là được 13 ha chú. Bò cho bá cho. Rồi chiều cao của nó là được 78 ha chú. Tán ngang thì được 66 ha. Rồi cây mã số A7 này em cũng giao lưu của chú cũng gần 1.1 triệu ha chú. Rồi giá 1.1 triệu A7. Em bao ship cho chú tới nhà ha cô chú. Đây rất đẹp rất đều hơn chứ mà. Cây mã số A8. Rồi A8 ha cô chú. Em này cũng dán siêu siêu ha. Em này hoành thang nhỏ thôi chú. Em rẻ quái. 8 của chú. Nhỏ chứ khoảng mười mấy. Em này đế cũng rất là đẹp thôi chú. Rồi hoành thang của nó là được 12.5 thôi chú. Rồi chiều cao của nó là được 82 của chú. Rất là cao ha. Rồi cái này là 66 của chú. Tán ngang ha. Cái này tại mới đồn ra mới đi con kề ha, mới đúng con kề của chú, chuẩn bị đi cây 2 ha. Anh em thấy ha, tàn rất là tươi thớt ha. Này cũng vô dây em kéo lên cho nó đều đều ha. Rồi cây mã số A8 này cũng giao lưu của chú, cũng là giá 1.1 triệu ha cô chú. Rồi giá 1.1 triệu. Em không chiếc chậu ha. Rồi em đổi cây luôn chú. Rồi tiếp theo là mã số A9 nè cô chú. Em lên lục bình mai loại 30 cây ha cô chú. Đây cái loại này là chưa vô chậu ha anh em nhìn thấy ha. Rễ nè cô chú. Rồi mai toàn bộ con rễ thôi chú. Rễ à, có rễ cho thôi chú. Cũ không? Cũ không ha. Cũ cho to thôi chú. Rồi hoành thang của nó là được 60 luôn chú. Cái này loại 30 cây ha. A9 là cái loại 30 cây thôi chú. Chưa vô chậu ha. Rồi cái này nó được 110 của chú. Rồi hoành 410. Cái cổ là được 46 thôi chú. Tán ngang được 50 ha. Cái này là điền bọn em đi cố định hết ha. Anh em mình xem kỹ không chú. Một vòng cho em ha. Đây niền bọn em đi rất ok ha. Rất chuẩn không chú. Có thức tức tở ha.
ở đây nó bự hay lên đây nó tho nhỏ vô ha, ra đây nó bằng ngàn bự ha cô chú. Nó ra miệng bùng bình, bình ha, này em cốp vô nó thành cái ra miệng bình ha. Cái niền này, cái niền cố định này sau này em vô gì nè, nữa anh em mình về mình đi cái dòng niền bự ra đây cô chú ha, nó thành cái miệng bình ha, này nó cố định ha cô chú. Rồi chiều cao này được là 95 rồi cô chú, rồi tán ngang của nó là được 50 ha. Rồi cây mã số A9 này, cây lục bình mai loại 30 cây em vô chậu này em cũng giao lưu cô chú là giá là 1.050.000 một cây ha. Rồi 1.050.000 một cây. Cặp thì có giá là 2.000.000 thôi chú. Cái loại chưa vô chậu nữa chứ mà. Rồi chưa vô chậu 30 ha. 30 cây. Rồi 30 cây không chú? 30 cây thì nó sẽ gặt hơn không chú? Chích hơn đều hơn. Rồi em đổi cây luôn chú ơi. Rồi đổi cây luôn. Rồi cái mã số A10 ha. À 10 thì cái loại lục bình mai em chưa vô chậu rồi nè chú, loại 30 cây ha. 30 cây vô chậu nè chú. À, thì nó cũng chung rồi, nằm chung rồi nó cái vàng đó ha chú. A10 heo chú. Cái loại 30 cây ha, chưa vô chậu rồi ha chú. Rồi bình thân được 60 thôi chú. Mình đế chú ơi. Rồi mình đế 60. Còn bụng. Rồi cái bụng rồi được 110 heo chú. Rồi khổ luôn. Cái hàng lục bình này tự động em đưa nhà ha chú. Rồi này là được 46 không chú? Tháng ngày được 50 ha. À, làm nhà không em? Này vợ chồng em tự làm nhà ha chú. Nói chung là mình làm cho nó ok ha. Chiều cao của nó là được cây này tới 100 rồi cô chú. Rồi, chiều cao 100. Nó rất là cao ha. Rồi cây lục bình mai mã số A10 này vô chậu này em giao lưu cô chú là giá là 1.100.000 ha chú. Rồi giá 1.100.000. Có chậu ấy để lộn có 1.150.000 1.150.000 quên em lộn cái vô chậu nha cô chú. Còn anh em nào mà chưa anh em nào mà lấy một cặp á, thì có giá là 2.200.000 ha. Rồi một cặp heo chú giá 2.200.000. Rồi em đổi cây cô chú ơi. Đổi cây là có chậu chứ các bạn, 30 cây thì 1.150.000. À thì em quay mỗi thứ là 2 cây ha, là cái loại 24 với 30 nè, rồi loại này cũng là 30 cây ha cô chú. Chậu sẵn ha, này là vô chậu ha, em quay cái một cái loại lên hai chậu cho anh em mình tham khảo ha cô chú. Con rễ cũ bự không ha. Này là mai là toàn bộ bóng rễ đó cô chú. Rồi này là được 58 không chú. Rồi cái bụng ha, cái bụng là 110 ha cô chú. Cái cổ là được 47 ha cô chú. Tán ngang là 50 ha. Chiều cao cái này tới 100 luôn cô chú. Rồi chiều cao 100. Rồi cái loại 30 cây mã số A11 này em cũng giao lưu cũng đồng giá cũng 1.150.000 không chú. Rồi có chậu là 30 cây à, có chậu ha, cái loại có chậu ha. Rồi mà anh em lấy một cặp thì giá là 2.200.000 không chú. Thì loại 30 cây ha cô chú. Anh em mình nhìn kỹ ha, tiền nào của nấy ha cô chú, nhìn mình đẹp thì nó tiền nấy ha cô chú. Cầm gắt đều tự tay nhà trong tình ha. Làm thôi chứ bạn. Rồi em đổi cây cô chú ơi. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi mã số A11 thôi chú. Dạ, thu đất 12 ha. Cái này là mã số A12 là lượt cây giỏ thu đất cây ghép hai mùa thôi chú. Đây đẹp ha. Thằng đều kính rồi chú bạn. Thằng rất là kính luôn rồi. Rồi em rồi chiều cao luôn đi. Rồi chiều cao cái này là được cái 103 nè cô chú. Trời, cao bự. Em này mình to ha. Rồi hoành thang có được 17 cô chú. Em này ghép rất là nhiều bo không chú. 1, 2, 3, 4, 5 bo không chú. Đúng. 5 rồi tán ngang rồi. Tán ngang cái này để được 70 thôi chú. Đẹp luôn nè, để nở. Rồi cây mã số A12 này em giao lưu cô chú là giá 1.400.000 ha. Rồi giá 1.400.000 cây mã số A12. Cây này tàn rất là lớn không chú. Em đổi cây luôn cô chú ơi. Rồi em đổi cây luôn. Tiếp theo mã số A13. 13 ha chú. Em này thì tàn bự nữa. Cũng tàn bự ha. Không cao đều. Em này ghép được 2 bo ha chú, mà bo lớn ha. Bo không bít cái đầu ha chú. Ê quái luôn. À, 13 ha cô chú. Em này hoành thân nhỏ ha. Rồi hoành thân 11 ha chú. Em này có một cái đế này, nó cái rễ này nó gạt cái thân ha chú. Cái rễ ha, nó quắn tới đây thôi chú. Nhìn nó rất đẹp. Rồi chiều cao cái này tới gần 96 thôi chú. Tán ngang cũng là 70 ha. Chính tàn. Rồi cây này em cũng giao lưu cô chú cũng là giá 1.400.000 ha. Mã số A13 ha chú.
Mã số A3 giá 1,4 triệu. Cây này tàn rất là lớn ha. Đều kín mít luôn không chú? Rồi em đổi cây luôn chú ơi. Dạ rồi. A14. Rồi em mã số A14 không chú? Không em cao. Này thì dán siêu siêu mà nhưng dán lông nữa ha. Tăng lắc lượng này em ghép một thân ha, một bo ha chú. Bo lớn ha. Em này hoành thân nhỏ ha, nó được 4 chân thôi chú. 4 chân giống như con thú. Rồi hoành thân được 10 hoành thân 14 của chú ơi. À, hoành thân 14. Cái bo rất là lớn thôi chú. Rồi chiều cao của nó là được 93 ha chú. Tán ngang cũng được 62 ha. Em này thì dán lông luôn ha, dán siêu siêu ha. Anh em mình nhìn kỹ ha. Cây này cũng rất là đẹp ha. Bốn chân đầy đủ anh chú chị bạn. Rồi cây này giống như con bù cạp thôi chú. Rồi cây mã số A10 mấy đó. A14 thôi chú. Thì em cũng giao lưu cô chú là giá 1,3 triệu ha chú. Rồi A14 giá 1,3 triệu. Rồi em đổi cây luôn cô chú ơi. Rồi tiếp theo mã số A15 cũng là cây cuối cùng luôn cô chú ơi. Em này thì có một cái dáng dáng thú không chú, thú lai ha. Nấy con thú kia để cái thú mắt này thú gõ ha chú, thú lai ha. Con kia đầy đầy đủ. À. Có này. Cái chân kia bụm bụm sao mắt đái. Mặt này mới đúng nè cô chú. Anh tình. Hả? Cái đó tay bụm bụm sao. À. Rồi quanh thân được 10 là 13 rưỡi cô chú, 14 rưỡi. À, quanh thân 14 rưỡi. Và chiều cao cái này nó được 84 ha. Tán ngang là được 80 ha cô chú. Rồi cây mã số A15 này. Rồi em cũng giao lưu cô chú là giá 1,250 phải không chú? Rồi giá 1,250 của chú. Rồi cây này cũng là cây cuối cùng của chú ơi. Rồi cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú cũng bỏ chút cái thời gian theo dõi cái clip em ha. Thì cái clip những cái clip vừa qua thì em cũng giao lưu cũng rất là thành công phải không chú? Thì em cũng cảm ơn mong cô chú cũng yêu thương và ủng hộ ha. Rồi em chào và hẹn gặp lại những cái clip tiếp theo đi cô chú ơi. Rồi xin chào anh Tân luôn. Rồi xin chào cô chú anh chị các bạn mình luôn ha. Rồi cô chú anh chị các bạn, cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều. Rồi mình yêu thương cái nào liên hệ trực tiếp với chỗ anh Tình. Rồi xin chào luôn cô chú anh chị các bạn.